chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, sự lây lan của virus corona khiến khắp châu Âu đóng cửa biên giới và thách thức tự do di chuyển, tự do lưu thông hàng hóa, vốn là nền tảng của Liên minh châu Âu-EU. Một số người cho rằng khối có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu. Các chính phủ châu Âu đã bị chỉ trích về quyết định đóng cửa biên giới để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Và các nhà lãnh đạo của EU bị chia rẽ về cách giải quyết khủng hoảng về mặt kinh tế. Gần đây, họ cũng đã tranh cãi về cách chia sẻ gánh nặng nợ công. Đức và Hà Lan nằm trong số các quốc gia EU phản đối sáng kiến nợ chung, khiến Tây Ban Nha và Ý thất vọng. Pháp đã lên tiếng kêu gọi một kế hoạch hành động lớn hơn. Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng đất nước của ông đã sẵn sàng giúp Ý. Ông nói thêm. Châu Âu phải cảm thấy tự hào và mạnh mẽ vì chính nó. Liên minh thực sự phải đi xa hơn. Đó là lý do tại sao tôi bảo vệ sự đoàn kết về ngân sách, việc quản lý cuộc khủng hoảng và về hậu quả của nó. Sau phát biểu của Tổng thống Pháp và nỗ lực của một số chính khách EU, nhiều nước đã thể hiện tình đoàn kết với Ý và Tây Ban Nha. Một số nước đã có thể nói với các đối tác châu Âu của họ rằng tôi không muốn sự ích kỷ và chia rẽ ở châu Âu. Áo, Pháp và Đức đã gửi khẩu trang đến Ý. Đức đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ Ý và Pháp. Vật tư y tế đã được dự trữ và lưu thông giữa các nước trong khối. EU đang chi hơn 155 triệu đô la cho việc tìm kiếm vaccine cũng như điều trị và xét nghiệm. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang mua khoản nợ chính phủ trị giá 840 tỷ đô la để kích thích nền kinh tế. Và các quy tắc của Eurozone về nợ chính phủ đã bị đình chỉ để cho phép các quốc gia thành viên chi tiêu những gì họ cần để chống chọi với dịch bệnh. Vâng, quý vị hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Julia Alagna, nhà báo và nhà sản xuất các ấn phẩm truyền thông quốc tế tới từ Perugia của Ý, Fabri Pozier tới từ Santander, Tây Ban Nha, là giám đốc chiến lược tại công ty tư vấn chính trị Rasmussen Global, và Thorsten Berner đến từ Berlin, Đức, là giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn Viện Chính sách Công Toàn Cầu. Chào mừng tất cả các bạn. Julia, trước tiên xin mời bạn. Bạn có thể vẽ cho chúng tôi bức tranh về những gì bạn đang cảm thấy không? Vâng, đó là sự đơn độc vào thời điểm Ý vẫn đang cách ly xã hội. Mặc dù mức độ gia tăng các ca bệnh đã giảm đi, nhưng số lượng vẫn tăng lên và số người chết cũng tăng. Toàn bộ nước Ý vẫn đóng cửa. Chính phủ của chúng tôi hiện đang thực hiện các kế hoạch mới để có thêm tiền đưa vào nền kinh tế khi chúng tôi đang cố gắng thoát ra khỏi đại dịch và hiểu rằng cuộc khủng hoảng sẽ nặng nề. Tất cả các hoạt động chính không liên quan trực tiếp đến việc bổ sung nguồn lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe đã quá tải. All of the major activities that are not directly linked to replenishing the healthcare system have been shut down and are currently stopped. And Fabrice in Santander. Và Fabrice, nơi bạn đang ở thì sao? Unfortunately, yes. As you know, Spain is the second highest country in Europe to be hit by the coronavirus. I think the number of deaths. Thật không may là rất khó khăn. Như bạn biết đấy, Tây Ban Nha là một trong số những quốc gia bị virus corona tấn công mạnh nhất ở châu Âu. Số ca tử vong cao và tôi nghĩ mỗi ngày mọi người đều nín thở để xem mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào. Người ta chờ tới ngày diễn ra đỉnh dịch và hy vọng cuộc sống sau đó sẽ ổn định trở lại. Mọi thứ trong đó có ô nhiễm sẽ từng bước được giải quyết. Về mặt tốt thì hệ thống y tế công cộng của Tây Ban Nha khá mạnh, nhưng rõ ràng là quá tải nên có rất nhiều sáng kiến do công dân gửi tới được áp dụng. Ví dụ như cải tiến một số mặt nạ lặn thành thiết bị thở, nên tôi có thể nói rằng tinh thần chuẩn bị đón đỉnh dịch là rất cao. Tôi nhắc lại là mọi người đều đã nín thở để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Về mặt chính trị, chính phủ rõ ràng đã cố gắng duy trì các biện pháp đồng loạt trên cả nước. Nhưng như bạn biết, Tây Ban Nha rất phi tập trung, mỗi khu vực đều có đặc thù riêng. Nghị viện và các quyết định, có rất nhiều ý kiến được đưa ra và khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Liệu chúng ta có còn giữ được đoàn kết hay không? Và câu trả lời cho bài toán kinh tế của chính phủ Tây Ban Nha là gì? Trước cuộc khủng hoảng y tế, chính phủ Tây Ban Nha hầu như không có chính sách kinh tế thực sự để khởi động lại tăng trưởng và việc làm, nên đây là mối lo ngại lớn tiếp theo.
Before the crisis, the Spanish government had barely a real economic policy to restart growth and employment, so let alone after the crisis, and this is the next big worry. Thorsten ở Berlin, chúng ta hãy trở lại với ý chí chính trị trong đối phó dịch. Rõ ràng là EU đã thất bại trong việc kết nối một số quốc gia và việc đưa ra các hành động cũng không còn được hoàn hảo như trước, phải không? I think the big countries, especially Germany, have failed Italy and other countries in need initially. Tôi nghĩ rằng các nước lớn, đặc biệt là Đức, ban đầu đã thất bại trong việc chia lửa với Ý và các quốc gia khác cần trợ giúp. Chúng tôi đã thay đổi điều đó, nhưng rất chậm. Và bây giờ câu hỏi lớn là liệu chúng tôi có thực sự đủ sức để xoay chuyển tình thế hay không? Ý tôi là tại sao chúng ta thất bại ngay từ đầu? Ban đầu chúng tôi là người Đức. Chúng tôi đóng biên giới quốc gia của mình như mọi nước khác và ra lệnh cấm xuất khẩu đối với tất cả các mặt hàng y tế vì chúng tôi cần. Chúng tôi không gửi bất cứ thứ gì ra nước ngoài, kể cả đến Ý, và chúng tôi cho phép hàng của Trung Quốc vào thị trường, dù đó là quốc gia khởi phát đại dịch. Sau này chúng tôi dần điều chỉnh, ít nhất là về việc cung cấp hỗ trợ xuyên biên giới. Ví dụ, chúng tôi đã từng bước tiếp nhận bệnh nhân từ Ý và Pháp. Chúng tôi cung cấp các mặt hàng y tế quan trọng. Đó là bước đầu tiên. Câu hỏi lớn khác là Đức sẽ làm gì trong vấn đề cứu trợ tài chính chung cho các quốc gia như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, những nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Ở trong nước, Đức đã hành động quyết liệt. Đức đã trấn an mọi lo ngại về cân bằng ngân sách và có lẽ là có những biện pháp chưa được tiết lộ. Những gì Bộ trưởng Tài chính của chúng tôi gọi là bazooka đã chi hàng tỷ đô la để ổn định nền kinh tế. Thủ tướng Angela Merkel đã không nói một từ nào trong các bài phát biểu công khai quan trọng của mình về các quốc gia châu Âu khác và sự cần thiết phải có sự đoàn kết tài chính ở châu Âu. Các lằn ranh đỏ cũ của Đức vẫn còn tồn tại và điều đó thực sự có nguy cơ làm nổ tung EU. Hà Lan cũng có quan điểm tương tự như Đức và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã rất đúng khi nói rằng đó là điều đáng ghét. Về phía Hà Lan, ban lãnh đạo nước này đã nói, chúng ta cần phải hỏi tại sao các quốc gia khác không thể thực hiện một tài khoá mạnh mẽ. As Germany and the Portuguese Prime Minister Costa was very right when he said it was repugnant on the part of the Dutch Finance Minister. The Dutch Finance Minister said, we need to inquire why are these other countries not able to mount a strong fiscal response. Of course they aren't. Because chúng ta sẽ chuyển vấn đề cứu trợ tài chính cho Julia. Julia, bạn đang ở rìa của cuộc khủng hoảng này. Pháp, Tây Ban Nha, Ý đều dễ thở hơn trong vấn đề tài chính. Và kể cả là khi sự giãn cách xã hội khiến con người không đi ra ngoài, không bỏ tiền vào nền kinh tế thì dù không có các gói cứu trợ tài chính, ba nước đó vẫn sẽ ổn trong 3 tháng hoặc 6 tháng. Vậy điều cần thiết ngay lúc này nằm ở đâu? What we need right now is for Italy to be able to increase their public debt. There's no way going around that. And the former president of the ECB, Mario Draghi, the Italian former president of the ECB, has stated this clearly on the Financial Times just a couple days ago. Europe has to come together, has to be run by solidarity and allow these countries that they call the South of Europe. Vâng, điều chúng ta cần ngay bây giờ là Ý có thể tăng nợ công. Ý không có cách nào khác và cựu chủ tịch của ECB Mario Draghi mới đây đã tuyên bố điều này rõ ràng trên thời báo tài chính. Châu Âu phải đến với nhau, phải được điều hành từ sự đoàn kết và cho phép những quốc gia Nam Âu gồm Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp tăng nợ công. Tất nhiên điều này không thể xảy ra nếu ECB và các quỹ đầu tư của châu Âu không cho phép và nếu toàn bộ châu Âu không đồng ý. Sự cho phép đó cần phải thực hiện ngay, nhưng có vẻ các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định hơi chậm. Thực ra Tây Ban Nha không vội lắm, Ý thì trước khi đại dịch xảy ra cũng đã đề xuất một trái phiếu châu Âu. Bây giờ họ gọi đó là trái phiếu Corona để thử và làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn đối với các quốc gia như Đức, Áo và Phần Lan. Nhưng nước tất nhiên muốn giữ trạng thái của trái phiếu như hiện tại, để mỗi bang có thể bán trái phiếu của riêng mình. Ý và Tây Ban Nha và sau này cả Pháp đã tuyên bố rằng cần có một số biện pháp chung cho cả EU, ngay cả khi chỉ vì cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng Ý, Tây Ban Nha và các quốc gia khác ở phía Nam châu Âu đã chờ xem liệu EU có xuất hiện hay không,
và họ đã hứa sẽ tạo ra một kế hoạch thống nhất để đưa các quốc gia này thoát khỏi cuộc khủng hoảng, như bạn đã nói là có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và cũng nhớ rằng, không chỉ Ý mà cả Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn đang phải tiếp tục khắc phục cuộc khủng hoảng năm 2009. Sức mạnh kinh tế Ý được hợp thành từ các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Mạng lưới kinh tế Ý được tạo ra từ các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp do gia đình điều hành. Rất nhiều trong số đó đang gặp khủng hoảng. Chúng tôi thấy có hai nước đã thúc đẩy EU cho phép thực hiện các biện pháp mở rộng, các quỹ thất nghiệp, v.v. And also bear in mind that Italy, but also Greece and Spain, and also Portugal have already continued to, we've continued to struggle with the 2009 crisis. Italy is made of small businesses. Mostly the economic web of Italy is made of small businesses, family-run businesses. A lot of them are in dire crisis. We've had to already push the EU to allow us to make measures for higher unemployment funds and so on. Okay. So vâng, còn Paris, phản ứng của người dân Santander nói riêng và người Tây Ban Nha nói chung đối với Brussels thế nào? Ngân hàng Trung ương Anh giảm lãi suất, Mỹ đề cập tới nới lỏng định lượng, có nghĩa là in tiền hoặc đưa ra những liên kết mà Julia vừa nói đến. Và bạn cũng biết là Christine Lagarde từ ECB nói rằng, ồ, vấn đề là do chính các quốc gia. I think it's too early for the general Spanish population to start looking a bit more at what the EU has done or has not done properly. I think people are really again. Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để người dân Tây Ban Nha nói chung bắt đầu tìm hiểu thêm một chút về những gì EU đã làm hoặc làm không đúng. Ý tôi là mọi người thực sự tập trung vào sức khỏe của chính họ. Nếu ở Ý thì có lẽ câu hỏi của bạn sẽ có câu trả lời. Nhưng bạn phải biết rằng Tây Ban Nha khá khác so với Ý. Rõ ràng là tư tưởng chống EU không phổ biến ở Tây Ban Nha. Đối với người Tây Ban Nha, EU được coi là một phần của quá trình dân chủ hóa, một phần của câu chuyện thay đổi cách chi tiêu. Vì vậy, EU vẫn nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn hệ thống chính trị Tây Ban Nha. Dù có một vài ngoại lệ, nhưng đó là thực tế, và đó là những gì diễn giả trước đó nói rằng, tôi nghĩ chúng ta đang phải đối mặt với khủng hoảng kép. Sự thiếu năng lực của chính EU nằm ở chỗ, khối này không có thẩm quyền đối với biên giới các quốc gia và không có thẩm quyền đối với sức khỏe cộng đồng của từng quốc gia thành viên. Tôi nghĩ điều đó thực sự đáng lo ngại đối với cuộc khủng hoảng của EU, cũng như thách thức sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên. Và như diễn giả trước đã nói, thì bạn đang có các nhóm kinh tế khác nhau, bao gồm cả Pháp, yêu cầu một cách tiếp cận hoàn toàn mới, củng cố và củng cố khu vực đồng euro. Một cái gì đó đã được thúc đẩy sau năm 2008, không bao giờ thành công nếu gặp phải sự phản đối của Đức, Áo, Phần Lan, Hà Lan. Và tôi nghĩ đó thực sự là câu chuyện tạo ra những căng thẳng cơ bản. Nếu chúng ta không loại trừ các yếu tố gây bất ổn, tình đoàn kết kinh tế vững chắc hơn trên khắp châu lục thực sự sẽ là một câu hỏi lớn. Tôi đoán không chỉ ở Ý mà còn ở Pháp, nơi bạn có những phong trào hoài nghi euro mạnh mẽ như Marine Le Pen. Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia sẽ sử dụng điều đó để nói rằng châu Âu chẳng là gì cả, không giúp chúng tôi tự mình hành động và nên tập trung vào thế mạnh của chính mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày các thành viên châu Âu sẽ cùng nhau hành động và xoay sở để có một cái gì đó đủ toàn diện và thống nhất trên mặt trận kinh tế. Europe is for nothing. Europe is not helping us. We are on our own and should focus on our own strengths. So I think there's going to be a day of reckoning in the coming weeks. Should the European member state not get their act together and manage to have something that is comprehensive and unified enough on the economic front? Okay, Thorsten Brenner in Berlin. Is there a recalculation here that has to happen in Berlin, in Paris, the axis of the European Union? Vâng, Thorsten Brenner ở Berlin. Có lẽ là nên để ý tới những tính toán ở Berlin, Paris, những nơi dẫn dắt EU. Ủy ban châu Âu cũng vậy. Và đó có phải là tính toán dựa trên bài học Brexit? Toàn tính đó tính đến việc một số quốc gia có thể suy nghĩ rời EU là một ý tưởng không tệ. Có thể không rời ngay, mà là 6 tháng, 1 năm hoặc 18 tháng. Pick up on that idea from Fabrice. A day of reckoning might not be such a bad idea, not now, not in 6 months, but maybe in a year or 18 months or 2 years. Yes, there's a real danger that the European project will fall apart if we don't get this
this right now. This is an incredibly critical moment. Có một mối nguy hiểm thực sự rằng EU sẽ sụp đổ nếu chúng ta không có được điều này ngay bây giờ. Đây là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Hãy tưởng tượng chúng ta không đồng ý về một sự đoàn kết tài khoá với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu, và sau đó trong một năm, bạn có Thủ tướng Salvini đặt cho người dân Ý câu hỏi, tại sao chúng ta vẫn tuân thủ dự điều khoản của EU? Tại sao chúng ta vẫn là thành viên của EU? Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ có những lý lẽ khá tốt sau đó để Ý rời khỏi EU. Và chúng ta cần tránh việc nhiều người châu Âu có suy nghĩ như ông Salvini bằng việc thôi đưa ra các hành động ích kỷ. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng nước Đức vượt qua cuộc khủng hoảng. Bà có tỷ lệ tán thành cao, có lúc lên tới 79%, và vì vậy bà đã củng cố vị thế chính trị của mình. Và giờ là lúc bà sử dụng vốn chính trị đó để giúp đảng của mình và công chúng Đức hướng tới một vị thế tài chính vững chắc hơn với phần còn lại của châu Âu để loại bỏ những làn ranh đỏ cũ. Và ở đây chúng ta thực sự cần một cách tiếp cận khác về sự thống nhất tài khoá với Ý và Tây Ban Nha. Không phải lỗi của họ. Trong tình huống này, đại dịch COVID là một cú sốc ngoại sinh đang tấn công tất cả chúng ta và đánh vào các nước nghèo một cách không tương xứng. Và vì vậy chúng ta phải đưa ra một phản ứng chung hoặc EU sẽ thất bại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Leyen cũng là một người Đức cho biết, chúng ta hoặc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng này với một trái tim lớn và ấm áp, hoặc với 27 trái tim nhỏ và đóng băng. Hiện tình hình nghiêng về tình huống 27 trái tim nhỏ bé. Tôi nghĩ rằng Đức và các quốc gia khác cần phải làm gì đó để đảm bảo rằng chúng ta có thể phát triển một trái tim lớn. We either face this crisis with one big heart or with 27 small stone cold hearts. And right now it looks more like this 27 single small hearts. And I think it's for Germany and other countries to make sure that we can kind of develop this one big heart. Vâng, Julia, bà von der Leyen đã lên truyền hình Ý và nói bằng tiếng Ý. Tôi nghĩ là tôi đoán được phản ứng của bạn về điều đó nên tôi không hỏi. Nhưng vì bạn đang ở Perugia, ngay giữa nước Ý, nên tôi muốn nói điều này. Tôi có cảm giác rằng miền Bắc nước Ý giàu có, nhưng khi bạn đi xuống miền Nam, xuyên qua đất nước, thì càng về cuối đường, càng thấy cái nghèo. Tầng lớp lao động nghèo hơn. Họ không tiết kiệm được nhiều, và đó là lý do tại sao chúng ta thấy sự tức giận và thất vọng trên đường phố. Đó là lý do tại sao chúng ta lại thấy cảnh sát được điều đến các siêu thị nhỏ, v.v. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những người trên vỉa hè tranh cãi với cảnh sát, nói rằng chúng tôi không có tiền, chúng tôi không có thức ăn, và những đứa trẻ trong căn hộ họ thực sự đói. Yeah, that is unfortunately correct. Italy is very fragmented. The north, which was also the area of Italy that was hit the hardest. Vâng, thật không may, Ý là rất phân mảnh. Phía Bắc cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Ý, và sự giàu có của khu vực này là lý do tại sao cuộc khủng hoảng của chúng tôi nặng nề như vậy. Phía Bắc là nơi tập trung của công nghiệp hóa chất và là nơi hội tụ tất cả các lĩnh vực sản xuất của chúng tôi. 40% sản lượng của chúng tôi là ở vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất của đại dịch COVID-19. Khi bạn đi về phía Nam, nơi dựa nhiều hơn vào các dịch vụ và cũng dựa trên sự trợ giúp của nhà nước vì tỷ lệ thất nghiệp rất cao do dân số trẻ. Lao động thường di chuyển tới làm việc ở phía Bắc hoặc ở các khu vực khác của châu Âu. Vì vậy, hiện tại sau 3 tuần bị cách ly ở miền Nam, đặc biệt là ở các thành phố như Palermo và Naples, thủ phủ của Sicily và Campania, chúng ta thấy dân chúng căng thẳng hơn. Hãy nhớ rằng dân cư ở đây có rất ít nghề phụ có thể giúp gia đình duy trì cuộc sống. Bây giờ trong tình trạng bị cách ly, họ không thể đi làm, họ không thể chú ý tới sức khỏe khi mà các gia đình đang phải vật lộn để trả tiền ăn. Trên phương tiện truyền thông xã hội có tin, tại Palermo, cảnh sát đã phải đối phó với một nhóm 6 hoặc 7 người gây bạo loạn ở siêu thị. Rất may là tình hình đã được khống chế. Thị trưởng thành phố Palermo đã đưa ra một chương trình phân phát thực phẩm miễn phí cho các gia đình. Nhưng tại miền Nam cũng có tội phạm có tổ chức như mọi người đều biết, và bọn tội phạm đã sẵn sàng tìm cách lợi dụng tình hình. Vì tội phạm có tổ chức gia tăng khi người dân gặp phải vấn đề gì đó, nên nhà nước phải có giải pháp ngay lập tức. Already there are signs of them taking advantage of the situation because organized crime flourishes when people have these type of problems. So the state must respond right away. Vâng, Fabri, tôi có thể nói ngắn gọn với bạn rằng EU và Ủy ban châu Âu đã hành động chưa mạnh.
Ý tôi là tại sao họ không hành động sớm trong tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng? Tại sao họ không nhìn vào các quốc gia đã xử lý đại dịch đúng cách như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore? Bạn có cho rằng các mô hình để xử lý đúng cách rất quan trọng không? Vâng, bởi vì như tôi đã đề cập trước đó, đại dịch cũng cho thấy một cuộc khủng hoảng về năng lực. Ủy ban châu Âu không có thẩm quyền về sức khỏe cộng đồng. Các quốc gia thành viên sẽ đưa ra các biện pháp, chính sách và chi tiêu y tế công cộng của chính họ. Vì vậy, tất cả những gì giới chức ở Brussels có thể làm là ngồi theo dõi và bàn bạc về các quyết định mà các quốc gia thành viên đang thực hiện. Và về cơ bản, bạn thường thấy các quốc gia thành viên phá vỡ các chính sách chung của châu Âu như Schengen, như các tiêu chí tài chính, và Ủy ban châu Âu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh giá giải pháp nào tốt rồi khuyến khích các nước làm theo. Vì vậy, tôi hy vọng khi chúng ta thoát khỏi phần khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng, Brussels sẽ được cung cấp loại năng lực mới để có cách tiếp cận phối hợp hơn trong tương lai. Về sức khỏe cộng đồng thì tôi không nghĩ nó sẽ trở thành một vấn đề được Ủy ban châu Âu đưa ra bàn bạc. Nhưng về dữ liệu sức khỏe cộng đồng, bao gồm việc khai báo bạn đã làm những gì, đã đi du lịch ở đâu, tôi nghĩ sẽ có một cuộc thảo luận lớn ở cấp độ châu Âu về khung pháp lý để đảm bảo rằng chúng tôi có thể kiểm soát dữ liệu sức khỏe cộng đồng và cũng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Thorsten, trong thời gian ngắn, cuộc khủng hoảng virus corona đã chuyển từ Vũ Hán đến nhiều nơi trên thế giới. Lúc đầu, lãnh đạo nhiều nước không quan tâm đầy đủ đến đại dịch này. Giới phân tích cho rằng điều đó có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả giá cho công việc của mình tại Nhà Trắng. Ông có thể không được tái cử. Cuộc khủng hoảng virus corona cũng có thể khiến các tổng thống và thủ tướng của các thành viên EU phải trả giá, đúng không? Tôi nghĩ rằng điều đó là có thể. Và như tôi đã nói, trước khi đại dịch xảy ra và phá vỡ nhiều thành tựu, EU và các quốc gia đang hoạt động tương đối tốt. Đức đã nỗ lực để thực sự chắc chắn rằng chúng tôi đầu tư đủ để kinh tế trụ vững. Đối với các quốc gia như Đức, hậu quả của cuộc khủng hoảng y tế lần này sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, và chúng ta cũng không nên quên phần còn lại của thế giới, nhiều nước đang phát triển ở châu Phi, Mỹ Latin, cuộc khủng hoảng mới chỉ bắt đầu ảnh hưởng đến họ, và chúng ta cần phải sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta cũng không nên quên những người di cư đang sống trong những điều kiện khó khăn đến khó tin ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Và chúng ta không nên quay lưng nếu chúng ta hướng tới một xã hội châu Âu rộng mở. Nếu chúng ta muốn giữ gìn châu Âu như một xã hội mở, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta đã đầu tư và chống lại những kẻ cơ hội tới từ Bắc Kinh và những nơi khác. Câu hỏi cuối dành cho Julia. Julia, EU có thể tan rã vì virus corona không? Unfortunately, that I think is at high risk. Italy itself has a large. Thật không may, tôi nghĩ rằng có nguy cơ cao. Tại Ý có một lượng lớn những người hay hoài nghi và đã có những cuộc thảo luận về việc liệu chính phủ đó có tồn tại sau cuộc khủng hoảng hay không, và liệu chúng ta có phải quay lại bầu cử hay không. Bây giờ, nếu chúng ta bầu cử trong bối cảnh EU không phản ứng mạnh mẽ và không thể hiện sự đoàn kết, thì có khả năng các nhóm Eurosceptic như ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn phương Bắc của Ý, đã giành chiến thắng. Và điều đó có thể dẫn tới tình huống mà diễn giả người Ý đã đề cập, là dẫn đến một sự phá vỡ của EU. Theo tôi, có rất nhiều người Ý nghĩ rằng có thể sẽ tốt hơn nếu đất nước họ không phải liên tục đối đầu với EU về những hạn chế trong cách chúng ta quản lý nợ công. With its restrictions on the way we manage our public debt. Okay, we must leave it. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu đang bị virus corona tấn công. Lúc đầu, Liên minh bị cáo buộc đã không giải quyết đúng đắn về đại dịch, ngay cả khi hai thành viên của Liên minh là Ý và Tây Ban Nha nằm trong số những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn thế giới. Sau này, mặc dù EU đã hành động, các bộ trưởng tài chính EU đã nhất trí với gói cứu trợ trị giá hơn 500 tỷ euro để đối phó với cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19. Nhưng liên minh này vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự thống nhất và đoàn kết.
Sau khi theo dõi cuộc trao đổi vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị cũng đã có một phần câu trả lời cho câu hỏi đó. Và đến đây thì chương trình Vấn đề Quốc tế kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.